xin kính chào quý vị, tôi là Lâm Kim Thu. Trong bản tin y học kỳ trước, chúng tôi đã trình bày về các phương pháp chẩn bệnh qua quang tuyến mới nhất như siêu âm 3D, MRI và CAT scan. Kính thưa quý vị, trong bản tin y học hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục trình bày về các phương pháp trị liệu mới nhất dùng quang tuyến. Một lần nữa có mặt hôm nay với chúng tôi là bác sĩ Trần Văn Sáng. Ông hiện hành nghề nội khoa tại thành phố Forsyth, tiểu bang Virginia. Ông sẽ cho chúng ta biết về các phương pháp trị liệu mới nhất qua quang tuyến cùng các tin tức liên hệ với phương pháp này. Xin kính chào bác sĩ và xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Trần Văn Sáng đến với quý vị khán giả. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả khắp mọi nơi. Một lần nữa xin chào cô Thu. Dạ, kính thưa bác sĩ, trong bản tin y học kỳ trước, bác sĩ có nói đến một cái phương pháp mới là PET scan. Xin bác sĩ cho biết cái kỹ thuật dùng quang tuyến PET scan là như thế nào? PET scan là một cái kỹ thuật mà cái tên, cái tiếng Anh hay tiếng Mỹ gọi là positron emission tomography. Thì cái chữ positron này nó diễn tả một cái chất phóng xạ sẽ được đưa vào trong cơ thể. Emission tức là nó sẽ phát ra những cái tín hiệu và người ta sử dụng cái tín hiệu đó và có một cái máy gọi là máy scanner sẽ nhận những cái tín hiệu đó để mà có thể biết những cái vị trí khác nhau của cơ thể. Có nghĩa đây là một loại máy giúp cho chúng ta hiểu được thực sự cái hoạt động của cái những cái vùng khác nhau trong cơ thể. Tại sao như vậy? Thì trước đây chúng ta có X-ray, chúng ta có siêu âm, chúng ta có CAT scan, chúng ta có MRI, nhưng mà thực sự những kỹ thuật đó chỉ cho người ta biết là những cái bất thường trong cơ thể như thế nào mà thôi. Dù là nó có thể cho tất cả những hình ảnh của những cái bộ phận trong cơ thể. Nhưng mà những hình ảnh đó không có thể cho mình biết được cái mức độ hoạt động hay là sự sinh động của những cái khắp nơi trong cơ thể như thế nào. Thì khi mà sử dụng được phương pháp này, thì người ta sẽ đưa cái chất phóng xạ đó vào cơ thể bằng sử dụng một cái loại đường đặc biệt gọi là FDG glucose. Glucose là một chất đường bình thường, khi mà chích vào cơ thể nó vô hại và nó sẽ mang những cái chất phóng xạ đó vào trong cơ thể để mà nó đi khắp nơi trong cơ thể hết, từ cái não, cái phổi cho tất cả những cái nơi nào mà đặc biệt được sử dụng để mà xác định những cái vị trí nghi ngờ ung thư. Hoặc là được sử dụng trong những trường hợp mà đang chữa ung thư, phải tìm xem thử người đó có bị di căn của ung thư không mà thôi. Thì đó là cái nhiệm vụ chính của cái kỹ thuật gọi là PET scan. Thì chúng ta sẽ thấy là cái nguyên tắc là như vậy. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì cái hình chụp PET scan thì nó giống như thế nào? Và làm thế nào chúng ta có thể nhìn cái hình đó mà biết được cái người đó có bị ung thư hoặc là không bị ung thư, thưa bác sĩ? Thì nếu quý vị nhìn một cái máy PET scan, hiện nay người ta sử dụng sự phối hợp của hai chữ là PET and CT scan. Thì quý vị thấy nó là một cái máy rất là giống như CAT scan hay là MRI. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng nó, thì chúng ta sẽ thấy có những hình ảnh khác nhau. Thí dụ quý vị nhìn thấy trên màn ảnh, quý vị thấy ở phía bên trái của cái màn ảnh đó là cái hình CAT scan bình thường, nó là trắng đen. Cái hình ở giữa là một cái hình mà đang chuẩn bị để chích những chất phóng xạ được mang vào cơ thể bởi cái chất glucose. Và cái hình số 3, hình bên phải, hình màu đỏ, đó là cái hình màu đỏ nhưng mà cái độ đậm nhạt nó khác nhau. Tại sao nó khác nhau? Tại vì khi mà chích vào cơ thể thì những nơi nào hoạt động nhiều nó sẽ nhận nhiều tín hiệu, và những nơi nào mà không hoạt động, thí dụ một cái bú mà nó không hoạt động, tức là bú lành, thì nó không có nhận những cái tín hiệu vào đó. Còn một cái bú mà nếu là ung thư thì nó sẽ nhận cái tín hiệu đó và nó sử dụng cái đó để làm năng lượng cho nó. Thành ra khi chúng ta nhận những cái tín hiệu từ những cái bú như vậy thì người ta thấy rõ ràng đó là cái bú hoạt động rất là nhiều. Thì khi hoạt động như vậy nó chỉ có nghĩa là một là nó là bú ung thư, hay là nó có một cái hoạt động nào đó, ví dụ như nhiễm trùng ở chỗ đó, thì cái đó sẽ giúp cho cái người chuyên gia quang tuyến họ có thể phân biệt được cái nơi nào nghi ngờ ung thư và nơi nào là thực sự không có nghi ngờ ung thư. Ngoài ra, cái PET scan trong tương lai nó sẽ được sử dụng để xác định vị trí hoạt động của những cái não ở những vùng khác nhau. Và cái sự nghiên cứu nó đang đưa đến những cái đặc biệt là trong trường hợp nghiên cứu những người bị mất trí nhớ ở tuổi già gọi là Alzheimer. Thì quý vị nhìn thấy trên hình ảnh, quý vị sẽ thấy có một cái hình CAT scan của cái não. Và quý vị thấy có những cái màu rất là đẹp khác nhau, nhưng mà thực sự đó là cái sự hoạt động khác nhau của những cái tế bào khác nhau trên cái não. Thì vì cái não chúng ta nó không có làm việc đóng ở mức độ đồng nhất,
Nhưng mà có những cái nơi hoạt động nhiều, những nơi hoạt động ít, thì dựa vào những cái nguyên tắc đó, quý vị thấy trên màn ảnh thì thấy có những màu khác nhau. Màu đỏ là nơi hoạt động rất là nhiều và màu xanh nhạt là nơi hoạt động rất là ít. Thì ở những người bị Alzheimer, mất trí nhớ tuổi già thì người ta có thể đánh giá được nơi thực sự có những cái nơi đúng ra phải hoạt động nhiều thì nó không hoạt động được nữa. Thì cái đó nó sẽ liên hệ để giúp cho người thầy thuốc có thể chẩn bệnh được người đó thực sự có bệnh mất trí nhớ do Alzheimer hay không. Thì đó là cái tương lai của cái PET scan. Thưa bác sĩ, được biết hiện nay một ngành mới gọi là Intervention Radiology cũng rất là thịnh hành và thông dụng. Xin bác sĩ cho biết cái kỹ thuật Radiology là kỹ thuật như thế nào? Trong cái kỹ thuật gọi là Intervention Radiology thì cái chữ Intervention có nghĩa là can thiệp bằng cái quang tuyến Radiology. Thì khi chúng ta dịch cái chữ đó ra thì nó có nghĩa là dùng quang tuyến trong vấn đề chẩn đoán và trị liệu. Tức là dùng để chẩn đoán bệnh và đồng thời sử dụng cái kỹ thuật hiện nay để chữa bệnh, đặc biệt ung thư. Đây là một cái ngành hết sức là phát triển trong cái quang tuyến. Nhưng mà thực sự cái sự phát triển đó nó bắt nguồn từ lâu đời lắm rồi, từ khoảng 1969. Sau khi cái ống catheter, tức là một cái ống rất là nhỏ, có những cái lỗ trong, được phát minh ra ngoài. Và sau đó người ta sử dụng cái catheter đó để đưa vào tất cả những mạch máu trong cơ thể. Và lòn trong đó người ta để một cái sợi dây rất là nhỏ để đưa vào trong. Đi đạt tới những cái điểm mà người ta muốn, gọi là stent. Thì cái nguyên tắc đó được áp dụng đầu tiên thành công trong những đề đàm nở những mạch máu bị nghẹt của những người bị đau tim. Thì đưa tới một cái tình trạng gọi là angioplasty. Angio là mạch máu, plasty là mở rộng những mạch máu. Thì từ cái bước thành công đó thì người ta bắt đầu tìm được những cái vị trí khác nhau và người ta có thể đưa những cái catheter vào những nơi khác nhau trong cơ thể để mà giúp để chữa bệnh. Thì đó là cái nguyên tắc mà hiện nay với những cái sự hiểu biết về CAT scan, siêu âm, MRI và những cái tiến bộ kỹ thuật của những stent, hiện nay người ta đã áp dụng những phương pháp đó với mục đích là có thể sử dụng để chữa những cái bệnh về ung thư mà không có thể giải phẫu được. Thì đó là cái vai trò của vấn đề Intervention Radiology hiện nay và có thể rất là phát triển trong tương lai. Thưa bác sĩ vừa nói cái kỹ thuật Intervention Radiology được dùng để chẩn bệnh và trị liệu. Trước hết xin bác sĩ cho biết cách chuẩn bệnh của cái kỹ thuật này là sao? Thì nếu quý vị thường thường đi khám bệnh thì quý vị sẽ thấy người thầy thuốc người ta sử dụng là người ta giới thiệu để đi làm một cái gọi là sinh thiết mà được hướng dẫn bằng siêu âm hay là bằng CAT scan. Thì cái tên của tiếng Mỹ nó là Ultrasound Guided Biopsy. Chúng ta cần hiểu những cái ngôn ngữ đó để mà có thể sử dụng nó trong cái đời sống hàng ngày, hay là CAT scan guided biopsy. Đó là những danh từ mà những người chuyên môn họ sử dụng. Nhưng mà ý nghĩa đó là gì thực sự? Thì cái ultrasound nó sẽ giúp chúng ta định vị trí những cái nơi nghi ngờ bị bú. Và từ đó họ dùng cái siêu âm để hướng dẫn để một cái kim vào trong đó để mà lấy ra để làm thử để xác định xem có ung thư hay không. Đó là cái chuyện rất là thường làm mỗi ngày. Tại sao nó quan trọng? Tại vì trước khi có những kỹ thuật hiện nay thì thầy thuốc sẽ dựa vào trong kỹ thuật giải phẫu. Họ sẽ giải phẫu tất cả những cái nơi trong cơ thể để mà lấy những cái mẫu ra để mà thử. Cái điều đó sẽ đưa tới những cái phản ứng do cái giải phẫu nó gây ra và đôi khi sẽ làm đau đớn nhiều hơn và sẽ phải ở bệnh viện vân vân. Nhưng mà với kỹ thuật hiện nay thì người ta sử dụng cái đó và nó đơn giản quá hơn, ít cái phản ứng phụ hơn và ít có tỷ lệ tử vong hơn. Thì đó là mục đích mà chúng ta sử dụng cái quang tuyến trong vấn đề chẩn đoán trị liệu. Dạ, thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết cái cách trị liệu dùng cái kỹ thuật Intervention Radiology này như thế nào? Thì trước khi chúng ta đi vào vấn đề chữa trị thì tôi sẽ xin giới thiệu quý vị làm cách nào chúng ta có thể lấy một cái mẫu ra. Thì trên hình ảnh quý vị thấy có một cái hình siêu âm của một cái ngực hay là cái vú. Thì quý vị thấy có một đường trắng nhỏ đó, cái kim sẽ được hướng dẫn vào trong ngay đúng cái vị trí của cái bú và sẽ lấy ra cái mẫu để thử. Đó là cái dùng kỹ thuật siêu âm để mà chẩn đoán. Bây giờ chúng ta dùng cái CAT scan để mà lấy cái biopsy, tức là CAT scan guide biopsy. Thì đây là cái hình của một cái phổi và ngay giữa là cái tim và hai bên màu trắng là cái phổi. Và quý vị thấy có một cái nốt nhỏ phía bên phải, đó là cái nơi nghi ngờ bị ung thư. Và người ta sẽ sử dụng cái CAT scan để hướng dẫn cái kim vào đó để mà có thể
lấy ra làm cái mẫu và rất là chính xác, thực sự kỹ thuật hiện nay rất là chính xác để chúng ta có thể có những cái mẫu để mà sử dụng trong vấn đề chẩn đoán có ung thư hay không. Dạ, thưa bác sĩ nói là cái kỹ thuật Intervention Radiology được dùng để chữa các bệnh ung thư, như vậy là có chữa bệnh ung thư gan. Và xin bác sĩ cho biết cái cách chữa bệnh ung thư gan như thế nào? Khi mà dùng cái nói chúng ta, khi dùng cái kỹ thuật này để chữa bệnh, thì cái nguyên tắc chính của cái Intervention Radiology và vấn đề liên hệ tới bướu ung thư đó là gì? Một cái bướu ung thư lúc nào xung quanh cái bướu đó cũng có rất nhiều mạch máu, tại vì tế bào ung thư sẽ phát triển rất là nhanh và cái mức độ phát triển nó cần có chất dinh dưỡng, nó cần cái máu bơm vào nó để mà cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết để nó phát triển. Đó là nguyên tắc chính nhất. Bởi vậy, trong cái bướu, xung quanh cái bướu lúc nào cũng có mạng lưới mạch máu rất là dày đặc. Và người ta sử dụng cái đó để tìm cách ngăn chặn tất cả những cái mạch máu bơm tới cái bướu đó. Bằng cách nào? Bằng cách đưa vào những chất hóa học hay là dùng những cái phân tử rất là nhỏ, những hạt bi rất là nhỏ. Hiện nay người ta sử dụng gọi là microsphere. Thì microsphere, đó là hạt bi cực kỳ nhỏ được đưa vào trong những cái mạch máu đó để làm nghẹt tất cả những cái đường ống dẫn đó, để mà không có còn cung cấp cái chất dinh dưỡng gì cho cái bướu đó. Và cái nguyên tắc thứ ba nữa là sử dụng những cái loại thuốc để làm cho mạch máu nó không phát triển được nữa. Tức là cái tế bào ung thư nó có một cái chất nó tiết ra để nó lại kích thích để những cái mạch máu nó phát triển theo cái ý muốn của những cái tế bào ung thư. Nhưng chúng ta có những cái thuốc để làm ngăn chặn cái đó. Thì cái đó là nguyên tắc chung. Thì để mà sử dụng tất cả trong những trường hợp và đặc biệt về gan, thì người ta cũng sử dụng cái phương cách đó để chữa những cái bướu trong gan. Xin bác sĩ cho biết cái chi tiết cách trị bệnh ung thư gan như thế nào? Về phương diện ung thư gan thì cũng sử dụng nguyên tắc trên. Và để quý vị có thể hiểu được và có thể thấy rõ hơn, tôi xin mời quý vị xem một cái đoạn phim ngắn về cái cách mà người ta đưa cái kỹ thuật vào trong cái gan để mà chữa bệnh. Thì trên hình ảnh quý vị sẽ thấy có một cái người mẫu, và phía bên phải phía trên bụng đó là một cái gan. Thì trong cái gan đó quý vị có một cái bướu, và xung quanh cái bướu đó quý vị thấy rõ ràng có rất nhiều mạch máu bao xung quanh cái bướu đó. Thì bây giờ làm thế nào chúng ta có thể đi vào trong cái gan? Thì đầu tiên cái người thầy thuốc sẽ đẩy một cái catheter mà ống rất là nhỏ vào trong một mạch máu, họ luồn lên trên và đi tới gần cái bướu trong cái gan thì họ sẽ ngừng lại. Bởi vì theo dõi là cái bướu nó có rất một cái mạng lưới mạch máu rất là dày đặc xung quanh bao nó để cung cấp cái dinh dưỡng. Và khi đến gần đó thì những cái hạt bi rất là nhỏ, microsphere, được tung ra để làm nghẹt tất cả những cái đường ống và mạch máu đó để mà dẫn đến cái chỗ ung thư gan. Thì quý vị thấy cái hình kế tiếp là sau khi mà làm như vậy rồi thì những cái chất hóa chất trị liệu, những cái chất đồng vị phóng xạ, những chất phóng xạ sẽ được tung ra ngay vị trí đó để làm cho cái bướu nó bị nhỏ lại và nó teo lại và nó gây ra hiện tượng hoại tử gọi là necrosis. Thì sau khi như vậy rồi thì cái bước kế tiếp của vấn đề chữa trị đó là sử dụng những cái chất đặc biệt bơm vào trong gần vị trí của cái ung thư đó để giúp cho những cái mạch máu nó không phát triển thêm được nữa. Thì đó là cái giai đoạn kế tiếp sau khi mà sử dụng phương pháp kia. Thì hiện nay với những kỹ thuật như vậy thì cái mức độ thành công để chữa những cái bướu gan cũng rất rất là cao và đã tránh được một số cái trường hợp để giúp được rất là nhiều bệnh nhân không có thể trải qua cái giải phẫu được hay là không có thể thay gan được. Thì không có cách nào khác hơn là người ta phải sử dụng cái phương cách đó để chữa, để làm giảm cái sự phát triển của những cái tế bào hay những bướu ung thư ở trong gan. Dạ, kính thưa bác sĩ, trước khi kết thúc bản tin y học hôm nay, xin bác sĩ cho biết cảm nghĩ của bác sĩ như thế nào đối với cái ngành chuẩn bệnh dùng quang tuyến đã tiến bộ rất là xa và rất là nhanh trong thời gian gần đây. Cái điều mà tôi nghĩ là rất là quan trọng đó là những cái sự hiểu biết về kỹ thuật, sự kết hợp của những cái kiến thức khác nhau đã giúp cho chúng ta biết rất nhiều về những cái bướu ung thư trong cơ thể. Và với những cái tiến bộ hiện nay thì tôi nghĩ là chúng ta có thể chữa một cách hữu hiệu hơn tất cả những cái bướu trong cơ thể, đặc biệt là những cái bướu ung thư về gan, hay là trong tương lai sẽ được sử dụng rất nhiều nơi trong cái cơ thể nữa. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Đến đây đã hết thời hạn dành cho chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời giờ cho chúng tôi. Dạ, xin cảm ơn các quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Là một lần nữa xin cảm ơn. Dạ, kính chào bác sĩ.
Kính thưa quý vị, vừa rồi bác sĩ Trần Văn Sáng đã trình bày cho chúng ta biết về các phương pháp dùng quang tuyến X để chữa bệnh mới nhất hiện nay. Hy vọng các thông tin do bác sĩ Trần Văn Sáng cung cấp trong bản tin y học hôm nay có thể mang đến thêm cho chúng ta một ít kiến thức về các phương pháp chẩn bệnh và trị liệu qua quang tuyến. Kính thưa quý vị, đến đây đã hết thời hạn dành cho chương trình tin y học. Lâm Kim Thu xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại trong bản tin y học kỳ tới.